Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5 tại thành phố Novosibirsk, thủ phủ của vùng Siberia, Liên bang Nga, sẽ diễn ra triển lãm đa ngành đầu tiên của các nhà sản xuất hàng hóa Nga và Việt Nam, Việt Nam Expo Siberia. Đây được coi là một trong những sự kiện lớn nhất trong hợp tác Việt Nam Liên bang Nga năm 2018. Triển lãm được tổ chức với sự hỗ trợ của chính quyền thành phố Novosibirsk và chính phủ Liên bang Nga. Đã có 64 doanh nghiệp vùng Siberia và 26 doanh nghiệp Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nông nghiệp tới công nghệ cao, y học cổ truyền, đăng ký tham gia Việt Nam Expo Siberia. Triển lãm có mục đích thúc đẩy quan hệ thương mại giữa vùng Siberia, Liên bang Nga và Việt Nam, tăng kim ngạch thương mại giữa các quốc gia, giới thiệu những công nghệ triển vọng nhất và các công cụ kinh tế cần thiết cho sự tăng trưởng ổn định của các lĩnh vực khác nhau giữa hai nước. Triển lãm sẽ là nơi gặp gỡ của các nhà cung cấp, người mua, chuyên gia, các nhà tư vấn, đại diện các cơ quan nhà nước và truyền thông đại chúng của Nga và Việt Nam. Vâng, như vậy chỉ còn 3 ngày nữa tại thành phố Novosibirsk, Liên bang Nga sẽ bắt đầu triển lãm Việt Nam Expo Siberia. Và để hiểu rõ hơn về mục đích của triển lãm và những cơ hội hợp tác của các công ty Việt Nam và Liên bang Nga, phóng viên của chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đại diện của một trong những đơn vị tổ chức sự kiện, ông Dudin Sergei Nikolaevich, tổng giám đốc của công ty Hội đồng Tương trợ Kinh tế, chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ vùng Siberia. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Chào ông. Những triển lãm như thế này thường được tổ chức ở Moscow và Hà Nội. Ông có thể cho biết vì sao lần này Novosibirsk đã được chọn làm nơi tổ chức triển lãm Việt Nam Expo Siberia? Vùng Siberia có tiềm năng công nghiệp rất lớn, có tài nguyên thiên nhiên giàu có mà hiện nay phía Việt Nam đang quan tâm. Chúng tôi đã hợp tác với Việt Nam từ năm 2014. Nhiều đoàn doanh nghiệp từ Irkutsk, Novosibirsk đã tới Việt Nam tìm hiểu và nghiên cứu thị trường. Nhiều công ty hai bên đã thiết lập quan hệ hợp tác. Chúng tôi cũng nhận thấy sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp vùng Siberia tới những lĩnh vực và hàng hóa đang phát triển tốt ở Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp của chúng tôi hiện nay đã muốn mua nhiều mặt hàng của Việt Nam. Theo ông thì vì sao vùng Siberia hấp dẫn các doanh nghiệp Việt Nam? Theo tôi, các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tới Siberia bởi vì có thể xuất khẩu sang vùng này những sản phẩm chủ lực của Việt Nam như cà phê, trà, hải sản. Siberia là vùng có khí hậu khắc nghiệt, trái cây chủ yếu là nhập từ nước ngoài. Vì thế, đây sẽ là thị trường tiềm năng có những sản phẩm trái cây, nông sản của Việt Nam. Hơn nữa, Việt Nam hiện nay đang mạnh về các sản phẩm dệt may, da giày. Đây cũng là những mặt hàng thị trường Siberia cần tới. Những sự kiện gì ngoài triển lãm sẽ được tổ chức lần này thưa ông? Trong khuôn khổ triển lãm, chúng tôi sẽ đề cập tới vấn đề thành lập nhà thương mại chung cho các doanh nghiệp lớn cả Nga, cả Việt Nam. Họ có thể sử dụng cơ chế này để thúc đẩy thương mại hàng hóa của mình tại thị trường Siberia. Ngoài ra, chúng tôi sẽ giới thiệu cơ chế mới gọi là Liên bang Thương mại Kinh tế Nga-Việt Nam. Đây là một tổ chức xã hội liên kết các doanh nghiệp hai bên để giải quyết những khó khăn trong quá trình hoạt động. Các doanh nghiệp đang rất chờ đợi ở sự thành công của triển lãm lần này. Ông thì có kỳ vọng gì về kết quả của triển lãm lần này? Chúng tôi kỳ vọng triển lãm sẽ hỗ trợ thông tin tốt cho các doanh nghiệp Nga ở vùng Siberia, bởi vì hiện nay họ đang rất thiếu thông tin về thị trường Việt Nam. Ở chiều ngược lại, với một sân thông tin cụ thể, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ biết rõ hơn về vùng Siberia, về tiềm năng và sự thu hút của nó. Chân thành cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn.